Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, mời cộng đoàn anh chị em dừng lại suy nghĩ và rút ra một vài bài học mà Chúa dùng cuộc con người, cuộc đời Thánh Vincente để mời gọi chúng ta theo Chúa, theo cung cách và nhân đức của Thánh Vincente. Trước hết, cách đây 670 năm, là năm Thánh Vincente được sinh ra, và trong 69 năm từ năm 1350 tới 1419 là thời gian Thánh Vincente được sinh ra trong một gia đình rất giàu có của nước Tây Ban Nha. Nhưng 14 tuổi Ngài đã được cái ơn và Ngài quyết định dâng cuộc đời của Ngài để phục vụ Chúa và Hội Thánh. Năm 17 tuổi, Ngài xin vào dòng Đa Minh trở thành linh mục và đem tất cả cuộc sống của Ngài để thực hiện kế hoạch của Chúa Kitô. Những bài học quan trọng của cuộc đời Thánh Vincente được rút ra qua mấy điểm chính yếu sau đây và để áp dụng cho chúng ta. Vì việc thờ phượng yêu mến không chỉ là lý thuyết mà cụ thể cuộc sống hành động thực hành mới là quan trọng. 100,000 lý thuyết hay mà không thực hành được thì không ta là thực hành thì không có ích lợi gì cả, ngay cả không có bằng con. Ngày hôm nay người ta muốn nhìn và đánh giá học sinh dưới những cái hành động, dưới cái việc làm, và đặc biệt là cái hoa trái, cái kết quả
Thank you.
ta có thêm phần đất tiền bạc, không phải vì cần đất tiền bạc của bà con như thế. Do vậy, cái lòng hiếu kính yêu mến biết ơn của con bé theo các chỗ đi cồn cồn, chỗ đi tổ tiên ông bà của mình là được đạo hiếu, và ai có lòng hiếu kính với cồn cồn tổ tiên ông bà, không có mồ mả tổ tiên ông bà của mình là... đó không có mình. Thế mà ai kính nhớ bạn là tri ân cảm tạ Chúa Trời vì đã đứng đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Và cái bài học thứ nhất hôm nay rất thực tế, mời gọi tất cả các bạn trẻ đến giáo xứ nào thì phải tham gia nhiệt tình tích cực vào trong giáo xứ đó, vì đó là mình sống đức tin và hưởng các cái ơn phước của một Chúa, một hội thánh mà thôi, chứ không có nhiều Chúa nhiều hội thánh. Cả những trường hợp anh em xa lạ, không phải vì xa lạ và xa lạ là tự nhiên vì mình mới đến, không phải vì xa lạ mà cho phép mình xa cách. Càng xa lạ mình càng tới tìm mọi cách để cho quen biết và thân thiện với nhau, để trở thành một hội thánh của Chúa duy nhất tại địa phương của mình. Và đi đâu chúng ta cũng sống tinh thần đó. Đó là bài học thứ nhất của Thánh Vincente. Bài học thứ hai của Thánh Vincente là tâm hồn truyền giáo, trái tim truyền giáo. Và truyền giáo hồi xưa cũng như ngày nay, nếu không có các cái tâm hồn trái tim truyền giáo của các vị truyền giáo hồi xưa, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ hết mọi sự để loan báo tin mừng của Chúa, không có giáo hội Công giáo Việt Nam ngày hôm nay, và cũng sẽ không có chúng ta. Và vậy bây giờ tới phiên chúng ta đã làm gì và đang làm gì để tiếp nối cái chương trình, cái lịch truyền giáo của Chúa? Và còn biết bao nhiêu người chung quanh trong khu vực, trong xứ đạo của chúng ta chưa biết Chúa Giêsu là ai? Chúng ta cũng không nhất thiết phải bắt chước Ngài, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ quê hương để đi vào vùng sâu, vùng xa để loan báo Chúa. Cái đó là ơn phi thường đặc biệt. Nhưng về cái nhân đức, cái ơn truyền giáo, chúng ta có ý thức không? Ngay trong gia đình chúng ta, một số gia đình kết hôn, lấy vợ, lấy chồng với những người trở lại niềm tin Công giáo, mà chính những người Công giáo gốc đã không trở thành được cái mẫu gương cho những người bạn của mình, người vợ, người chồng mới trở lại của mình. Và đôi khi chính cái người đạo gốc đó đã sống một cách phản tác dụng, gương mù, gương xấu cho đức tin của cái người vợ, người chồng mà mình đã cưới, đã hỏi, đã đưa về gia đình. Vậy những ai là gia trưởng mà gọi là đạo gốc, không phải cần truyền giáo đâu xa, nhưng mà truyền giáo ngay chính trong gia đình mình. Làm sao để vợ chồng, ông bà, con cái, những người ngay trong gia đình mình xác tín được một cái đức tin mạnh mẽ, kinh sáng, kinh tối, cầu nguyện trong gia đình. Điều này cha cũng vui mừng để gọi là chia sẻ với bà con. Cha cũng đi nhiều nơi và gặp nhiều bà con giáo dân và nhiều cha xứ nhiều nơi, cũng nói lên cái cảm phục, thấy được cái lòng đạo đức, đức tin còn rất mạnh mẽ của các gia đình Công giáo miền Bắc nói chung và Thái Bình nói riêng. Không phải chúng ta kêu căng tự phụ, nhưng ta phải cảm ơn Chúa và tiếp tục phải duy trì cái niềm tin này. Cho nên càng xa quê hương, nhất là các gia đình đơn lẻ, thì mỗi gia trưởng, vợ hay chồng và con cái cố gắng để nuôi dưỡng giống như cái lửa, cái bếp lửa trong gia đình của mình về đức tin. Và cái người châm lửa và mồi lửa không ai khác là người cha, người mẹ hay người vợ, người chồng Công giáo. Vậy truyền giáo ở đây là phải xem lại cái đạo đức, đức tin của giáo dân xa quê. Chúng ta không thể đổ lỗi, và càng xa quê, xa nhà thờ, xa các cái hoạt động của giáo xứ, mình càng phải thấy thao thức và nguy cơ. Nếu mình không cố gắng giữ cái lửa đức tin nhỏ bé trong gia đình mình thì gia đình mình sẽ nguội lạnh. Truyền giáo như thế. Rồi
Đức cha cũng biết có một số đông gia đình chúng con đang làm ăn sinh sống trong những cái tổ nhỏ hoặc là công ty gia đình, hay là có một số người công nhân viên chức, có nghĩa là chúng con giao tế tiếp xúc với người này người khác, và đại đa số là các lương dân hay là những cái người mua bán trong cái cuộc sống hàng ngày. Chúng con hãy nhớ Thánh Vincent mời gọi phải lưu ý truyền giáo cho những người đó, những người công nhân, những người đang tới làm việc trong nhà, trong xí nghiệp, trong cái môi trường của chúng con. Không cần phải đi đâu xa, không cần phải nói về Chúa một cách tỏ tạc, mà sống chúng con phải đối xử với những cái người thờ, người công nhân đó một cách tốt đẹp, một cách như gia đình, một cách chan hòa, với một cái ý thức hy vọng một ngày nào đó những hạt giống, những cái cầu nguyện, những cái hành động chúng con gieo nó sẽ mọc lên, đức tin nó sẽ mọc lên. Phaolô trồng, Apollo tưới, Chúa cho mọc lên, người khác hưởng cây hoa trái. Vậy bài học thứ hai, Thánh Vincent T. ngày đêm đi hết chỗ này chỗ kia cầu nguyện hy sinh để cho nhiều người được trở lại đạo. Và một điểm thứ ba, bài học thứ ba của Thánh Vincent T. mà chúng ta hay nói là Thánh thường xuyên phép lạ. Ngài có hai cái kén người ta tô đậm thêm để nói như thế Ngài có một cái thiên sứ mang ơn của Chúa xuống liên lỉ cho Ngài để Ngài làm phép lạ. Và sách vở nói lại Ngài làm tới 3.000 phép lạ. Vì sao? Cái chính yếu không phải làm phép lạ. Nhân đức chính yếu của Ngài là thương người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Ngài thương tới mức độ Ngài cầu nguyện, và Ngài thương cái phần linh hồn, phần đạo đức, phần thiêng liêng của con người là linh hồn, là sự sống đời đời, cho nên Ngài truyền giáo. Ngoài ra Ngài còn thấy có một số người nghèo khổ quá, cùng cực quá, cho nên Ngài mới thương, xin Chúa ban phép lạ, ban ơn nâng đỡ cho những trường hợp như thế. Nhất là qua các cơn bệnh dịch, vào thời của Ngài cũng đã có một cái bệnh dịch đói và nhiều người chết la liệt, giống như Thái Bình 1945 có một bệnh dịch đói khủng khiếp, gần 1 triệu người chết. Ngài đã cầu nguyện cầu xin, và như thể Chúa làm phép lạ cho một cái tàu chở thật nhiều lúa thóc tới cứu cái dân khỏi đói. Vậy phép lạ của Ngài nói lên cái tình thương của Ngài dành cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Vậy bài học thứ ba hôm nay chúng ta rút ra, mọi người chúng ta ai ai cũng đang được đầy ắp phép lạ. Nếu nói phép lạ là những cái chuyện phi thường thì ai ai trong chúng ta có thể nói là không có chuyện vĩ đại. Phép lạ theo nghĩa là vĩ đại phi thường. Nhưng mà nếu hiểu phép lạ theo cái nghĩa thông thường hàng ngày, tất cả mọi sự chúng ta đang có ở đây, thân xác của mình, gia đình của mình, tất cả đều là ân phước, là phép lạ của Chúa hết. Anh em được ngồi đây, trong khi nhiều nơi khác đang bị Covid, đang bị cách ly, đang ốm đau, đang chết chóc, có phải phép lạ không? Có một người bị bệnh Covid ở Ý, sau khi hít thở cái máy, hít thở được khỏi bệnh, ông ta khóc toáng lên khi người ta yêu cầu phải trả 5.000 đô cái tiền thuê cái máy hít thở. Người ta hỏi mắc quá chăng cho nên ông khóc? Không, tôi giữ tiền để tôi trả cái tiền đó, nhưng mà tôi nhớ lại bấy lâu nay tôi hít thở không khí bao la của Chúa, không trả đồng nào, mà trong mấy ngày qua tôi thuê cái máy, tôi hít thở có mấy tiếng đồng hồ, tôi phải trả 5.000 đô. Trong khi từ bé cho tới hôm nay tôi hít thở biết bao nhiêu không khí của Chúa Trời, tôi không trả đồng nào. Cái tư tưởng này nói cho chúng ta, thay vì chờ những phép lạ phi thường của Thánh Vincent, tất cả chúng ta đầy ắp phép lạ đang có, đang trên mình của mình, sức khỏe của mình, quần áo ăn mặc của mình, tất cả đều là phép lạ so với người bần cùng, người trần truồng, người bị bỏ rơi, người ốm đau, người bệnh tật, người cụt tay, người què chân, người mù, người câm, người điếc, tất cả là phép lạ.
với người mù, họ cả đời chưa bao giờ được thấy, chúng ta thấy nhạc cả đời, không phép lạ là gì. Cứ như vậy nhân lên, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta phép lạ nhãn tiền. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chờ đòi hỏi một cái phép lạ mà nhiều người mong chờ là có nhiều tiền. Và chỉ khi nào Ngài làm phép lạ cho thật nhiều tiền thì mới thêm lòng tin. Còn lại quên hết mọi cái phép lạ, mọi cái ơn phước khác. Và một điều nữa đừng quên, có một số người trực tiếp chạy ngay tới với Ngài, bỏ Chúa, quên Đức Mẹ, quên các thánh, và coi Ngài như thay thế Chúa, và chỉ có biết tới Ngài thôi, còn không bao giờ biết tới Chúa. Tất cả mọi nguồn phúc, cội nguồn của mọi ơn phúc, ơn thánh, ơn sủng, Chúa là trung tâm, là chính. Các ơn Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh ban cho thì khởi nguồn là từ yêu thương của Cha trên trời. Cho nên chúng ta đừng quên là chúng ta phải nhớ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nhưng mà Chúa đã thương qua cái nhân đức công phúc của thánh nhân này để chúng ta bắt chước Ngài, và Chúa tuôn đổ để giúp cho chúng ta bắt chước gương của Ngài, chứ không theo nghĩa đen chỉ có Ngài mới làm phép lạ, mới thương chúng ta, còn Chúa thì chẳng thương chúng ta, hoàn toàn sai lầm. Vậy cái nhân đức cũng như là cái rút ra cái thực hành của chúng ta, kính thưa cộng đoàn anh chị em, thương người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Tới đây tôi xin mở ngoặc một chút, và hôm nay tôi tới đây mặc dầu sức khỏe mọi cái tôi cũng đã 74, 75 rồi, không có cho phép, nhưng vì tôi cũng muốn tỏ lòng biết ơn đối với bà con giáo phận Thái Bình nói chung, kết riêng giáo xứ An Lạc nói riêng, vì đã dâng một số cái đất mà anh em bỏ đi, và phải cái đất đó phải trao lại cho nhà nước, và phải làm đơn xin lại nhà nước mới cấp cho một cái số đất đó. Và khi cấp được số đất rồi thì không biết làm gì, thì Chúa mới soi sáng và nghĩ tới người nghèo khổ cùng cực, cả giáo phận muốn bắt chước để thực hành lời Chúa, làm một cái gì đó cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Cho nên cái trung tâm lòng thương xót đã được xây dựng, đã được hình thành. Và trung tâm, mục đích của cái trung tâm đó, tôn vinh lòng thương xót Chúa một cách bằng hành động, tức là đem lòng thương của Chúa, cánh tay nối dài, hành động việc làm cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Đó là tôn vinh lòng Chúa thương xót, để cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi cảm nhận qua cuộc sống đây rõ ràng là bằng cớ Chúa thương xót mình, chứ không phải chúc tụng lòng thương xót Chúa chỉ bằng lời ca tiếng hát tôn vinh Chúa chưa đủ. Đức tin phải kèm theo một hành động. Cho nên ai có lòng thương xót Chúa thật, tôn vinh lòng Chúa thương xót, đọc kinh cầu nguyện chưa đủ, phải kèm theo một hành động việc làm. Hành động đó là cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người ốm đau được an ủi, cho người trần truồng được áo mặc, cho người tù tội, cho người các tệ đoan xã hội, mù lòa tàn tật được một chút gì đó. Cho nên cái trung tâm đó sẽ nhận và chăm sóc nội trú, chăm sóc sức khỏe cho những người cùng cực bị bỏ rơi, bại não, bại liệt, ốm đau, vân vân, bằng hành động, bằng việc làm. Vậy đây cũng là một cái nỗ lực và một cái cố gắng, trong đó có sự giúp đỡ rất lớn lao của bà con giáo dân An Lạc, và điển hình là của các anh em đây. Cho nên hôm nay nhân dịp này tôi cũng xin thay mặt cho những người nghèo khổ cùng cực sẽ được hưởng, và đã có một số người bắt đầu hưởng cái hoa trái của cái trung tâm trường dạy nghề lòng Chúa thương xót An Lạc đó, để có lời cảm ơn một cách đặc biệt với những ai đã đóng góp công sức cho việc xây dựng cái trung tâm đó. Và đồng thời cũng xin mời những ai chưa làm gì để gọi là giúp người nghèo khổ cùng cực, thì hôm nay xin Thánh Vincente ban cho cộng đoàn anh chị em, các gia đình, kết riêng những người nghèo khổ cùng cực, cũng hãy sát tín
nếu mình sống tốt theo lời Chúa dạy, thế nào Chúa cũng thương qua lời chuyến cầu của Thánh Vincente, như rất nhiều gia đình đã lãnh nhận được. Và xin những gia đình, những ai đã được ơn Thánh Vincente trực tiếp hay gián tiếp qua việc thành đạt của cuộc sống làm ăn, xin các gia đình những người đó đừng quên những người khác đồng hương giáo xứ An Lạc, nhất là những người trong thời gian gần đây mới biết được và mới can đảm bỏ cái xứ của mình để đi tìm một cái tương lai có thể tốt đẹp hơn, cứu vãn tương lai của mình, cứu vãn tương lai của gia đình của mình. Những người đó hiện nay đang rất là bơ vơ, không có nơi ăn chốn ở, thì xin những đồng hương An Lạc đi trước mà Chúa đã ban cho rất nhiều ơn qua cái lòng tốt của Thánh Vincente. Xin đừng quên những cái thành phần đang khó khăn đó, và cũng xin mời mỗi người hãy làm một cái gì đó để đóng góp, để như lòng biết ơn trả ơn lại cho Thánh Vincente. Và ai có lòng biết ơn như thế sẽ được Chúa tăng thêm ban cho nhiều ơn khác. Kính thưa cộng đoàn, anh chị em, đây cũng là kết thúc cái bài chia sẻ, đúng hơn là một cái bài cầu nguyện. Vậy chúng ta dâng tất cả mọi vất vả cuộc sống hết 15 năm qua. Cảm ơn các anh em trong ban điều hành, trong các cái sự cố gắng để khởi sự và kéo dài cho tới hôm nay được 15 năm. Chúng ta dâng hết tất cả mọi công phúc cũng như mọi khó khăn của tất cả mọi bà con ở miền Nam này, cũng như bà con còn lại ở quê nhà, dâng lên thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương nhờ lời chuyến cầu của Thánh Phêrô Tê chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Amen.